Chào mừng tất cả bạn đến với Trung tâm Nghệ thuật Đà Lạt. Ở đây mình có một bộ bài 32 lá đem cho xem kẻ bạn Kiều đúng không? Mình có thể mượn Kiều ngón tay như này được. Rồi khi mà mình quẹt bộ bài như này, Kiều tí dừng đâu cũng hiểu cả ngón tay để cho ra một lá bài và mình phải nhiên nhá. Rồi, Kiều chắc chắn với quyết định của mình không? Rồi, Kiều đấy cho camera và mọi người cùng xem. Rồi, bây giờ chỉ đặt về vị trí cũ, em không xem. Chị vẫn nhớ lá bài này của mình đúng không? Ừ. Ok, mình sẽ đặt nó vào đây. Chị có nhớ được rằng lá bài của mình, chị có đoán được rằng lá bài của mình nằm ở vị trí thứ bao nhiêu? Không. Rất là khó đúng không? Với ảo thuật gia khi mà em chúng ta nhẹ một cái thì lá bài của chị nó sẽ nhảy lên đầu đúng không? Wow. Đúng không? Chúng ta cái xoay nhẹ cái nó sẽ như này là làm một lần nữa này, em cho em sẽ chéo một bài lên đi. Rồi. Lá bài của chị là gì nhỉ? Là 6 cơ đúng không? Rồi, ok. Khi mà em búng tay một cái nữa đây thì nó lại nhảy đi đầu tiếp. Là lần nữa nhá. 6 cơ này. Mình cho nó vào giữa. Bây giờ Kiều có thể chọn giúp mình một con số được không? Mình sẽ cháo thôi. Cho mình một con số được không? 10. Số 10 đúng không? Thì mình sẽ đếm số 10 là bài này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Với đây là vị trí mà Kiều dùng này. Kiều có muốn thay đổi quyết định của mình không? Xem đây là bài gì, Kiều cho camera xem. Xem xong mình sốc đây. Ồ, là gì đây? Là sao cơ đúng của Kiều đúng không? Rồi mình sẽ thử lại một lần nữa đi. Có vẻ là trùng hợp, không được ngẫu nhiên cho lắm đúng không? Mình sẽ trao rất nhiều lần đi. Bây giờ này, Kiều này mình sẽ chia làm 3 phần như thế này. Chị có thể chỉ giúp em một phần được không? Phần này thôi, là do chị chọn thì chắc chắn lắm. Ok, em sẽ thu hai phần này lại nhé. Rồi, phần này do chị chọn này. Đã chị chọn, rồi có nhà lên đâu. Em sẽ cháo thêm một lần nữa. Cháo lên nhiều lần nữa. Rồi bây giờ chị có thể chọn giúp em một con số được không? Hoặc một con số, một con số chị nói thôi. Số dưới 10 hay là... Số bao nhiêu cũng được. 29. 29 đúng không? Là do chị chọn, em sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lá này là do chị chọn. Chị chắc chắn không? Ừ. Số 29 do chị chọn. Ừ. 6 cơ do chị chọn. Ừ. Em sẽ thử một lần nữa nha. Lá 6 cơ do chị chọn này. Đúng không? Đúng rồi. Cho giữa bài. Đúng không? Ừ. Lấy vào nha. Ừ. Rồi. Chị không thể biết được nó nằm vị trí thứ bao nhiêu đúng không? Ừ. Có một điều rất đặc biệt. Em muốn cho chị vào camera xem một lần nữa bộ bài 52 lá xem thì em bình thường đúng không? Có đèn xem kém. Và chị biết không? Khi mà em thấy ảo thuật thì
bộ bài nó rất bình thường, tay vào ra cũng sẽ không có gì cả. Không là đá này là đá bích và mình muốn kiểu các bạn nhìn kỹ một chút khi mà đá bích này mình xoay nhẹ cái này thì và một điều đặc biệt là đây là gì là bộ bài mà chúng ta đây sẽ biến thành là soccer mà ừ. Cảm ơn kiểu rất nhiều.